Mến chào các em đã đến với tiết học hôm nay của thầy. Trước khi vào bài hướng dẫn hôm nay, thầy sẽ trả lời câu hỏi ở góc đố vui hôm trước. Câu hỏi của thầy có nội dung như sau. Có con chuột lại cực kỳ sợ mèo. Con chuột nào vậy? Thì như mấy em đã biết thì con chuột nào nó cũng sợ con mèo. Vậy chúng ta sẽ có đáp án là con chuột nào cũng sợ nha mấy em. Thầy cũng xin chúc mừng những bạn có câu trả lời chính xác. Tiết học hôm nay, thầy hướng dẫn cho các em bài luyện tập trang 123, phần ở phía dưới nghe mấy em. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài số 1. Bài số 1 tính, chúng ta có 5 cộng 3 phần 4. Ở đây mấy em chú ý số 5. 5 đây là số tự nhiên, thì tất nhiên số tự nhiên chúng ta sẽ có mẫu số ở dưới nó bằng 1 nha mấy em. Như vậy thì chúng ta sẽ có 5 phần 1 cộng 3 phần 4 nha mấy em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện. Thầy hướng dẫn cho chúng ta hai cách. Chúng ta đi vào cách thứ nhất. Cách 1, chúng ta có 5 cộng 3 phần 4. Chúng ta có là gì? 5 có nghĩa là 5 phần 1, như thầy vừa nói. Chúng ta có 5 phần 1 cộng với 3 phần 4. Như vậy thì khác mẫu thì chúng ta quy đồng. Hôm trước thầy cũng đã hướng dẫn cho mấy em rồi, quy đồng. Như vậy thì mẫu số chung của nó là gì? 1 nhân 4 là 4. Như vậy mẫu số chung của nó là 4. Chúng ta sẽ lấy 4 nhân cho 5 là 20. Như vậy thì phân số thứ nhất nó là 20 phần 4. Chúng ta lấy 1 nhân cho 3 để ra bằng 3. Như vậy thì chúng ta có phân số thứ hai nó là 3 phần 4. Như vậy chúng ta sẽ có là gì? 20 phần 4 cộng 3 phần 4. Cộng phân số cùng mẫu, ta lấy tử cộng tử, mẫu giữ nguyên. Như vậy chúng ta có là 20 cộng 3 bằng 23. Mẫu giữ nguyên là 4, chúng ta có là 23 phần 4. Tiếp theo, thầy hướng dẫn cho chúng ta cách thứ hai. Cách thứ hai là 5 cộng 3 phần 4 này, chúng ta sẽ có cách thứ hai. 5 có nghĩa là 5 phần 1, chúng ta sẽ có mẫu là 4. Tất nhiên bài này nó có mẫu bằng 4 nha mấy em. Mình cứ suy nghĩ đi, tại vì 4 nhân 1 nó là 4 rồi. Vậy thì mẫu số chung nó là 4. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy gì? Lấy 4 nhân ngược lên đây cho 5 ha. 4 nhân lên cho 5. 4 nhân 5 thì chúng ta bằng 20. 4 nhân 5 chúng ta bằng 20 nha. Chúng ta có kết quả là 20. Như vậy thì chúng ta lấy số 20 này nè, 4 nhân 5 bằng 20 này nè, chúng ta lấy số 20 này. Ha, lấy số 20 này. Chúng ta sẽ cộng cho 3. À, đây là phép cộng. Vậy thì chúng ta nếu như chúng ta lấy 20 cộng 3 thì chúng ta sẽ bằng là 23 phần 4. Nha mấy em. Rồi. Chúng ta có kết quả là bằng 20 phần 4. Đó. Chúng ta chỉ việc lấy 4 nhân 5 rồi cộng 3. 4 nhân 5 là 20. 20 cộng 3 là 23 phần 4. Như vậy thì cách này chúng ta sẽ thấy nhanh hơn. Nha mấy em. Rồi. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo. Chúng ta sang câu B. Câu B ở đây các em cũng chú ý, ở đây có 2 phần 3 cộng 3. Thì 3 có nghĩa là 3 phần 1. Nha mấy em. Như vậy thì chúng ta sẽ có mẫu là gì? Mẫu nó là 3. À, mẫu của nó là 3. Như vậy chúng ta chỉ việc lấy 3 nhân lên cho 3. Thì 3 nhân 3 chúng ta sẽ có kết quả bằng 9. Nha, 3 nhân 3 chúng ta sẽ bằng 9. Như vậy thì mấy em sẽ lấy 2. Số 2 này nè. Mình sẽ cộng cho 9 nha. 2 cộng cho 9 thì bằng 11. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả là 11 phần 3. Rồi, bằng. Ha, có kết quả là bằng 11 phần 3. Nha mấy em. Đó, nó sẽ nhanh hơn. Cách này nó sẽ nhanh hơn. Tiếp theo, chúng ta sang nội dung bài số 2. Bài số 2 yêu cầu chúng ta tính rồi so sánh kết quả. Thì ở đây mấy em thấy là 3 phần 8 cộng 2 phần 8. Thì 3 phần 8 cộng với 2 phần 8 thì nó bằng là 5 phần 8. Phải không em? Trong dấu ngoặc chúng ta làm trước. Sau đó 5 phần 8 này chúng ta sẽ cộng cho 1 phần 8 này. Phải không? Thì nó sẽ ra bằng là gì? 6 phần 8. Thì 6 phần 8 này mấy em có thể rút gọn cũng được nha. 6 phần 8. Nếu như mấy em ra 6 phần 8 rồi thì mấy em có thể rút gọn. Thì 6 phần 8 mấy em sẽ chia cho mấy đây? Chia cho 2 thì nó ra bằng là 3 phần 4.
nha, 3/4. Mấy em sẽ có kết quả là 3/4. Rồi, có kết quả là 3/4. Tiếp tục, chúng ta sang bên đây. 3/8 cộng mở ngoặc 2/8 cộng 1/8. Thì 2/8 cộng 1/8 nó sẽ ra 3/8. Phải không em? Thì 3/8 cộng với 3/8 nó ra cũng 6/8. Như vậy thì 6/8 chúng ta rút gọn, ta chia 2 thì nó cũng dẫn ra là 3 phần mấy đây em? 3/4 nha, 3/4. 3/4. Rồi như vậy thì chúng ta thấy hai cái bài này có kết quả làm sao mấy em? Bằng nhau. Hai cái bài này có kết quả là bằng nhau. Như vậy thì chúng ta kết luận là gì? 3/8 cộng 2/8 rồi sau đó cộng với 1/8 sẽ bằng 3/8 mẫu ngoặc 2/8 cộng 1/8 nha, bằng nhau. Rồi, như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 2. Chúng ta sang nội dung bài số 3. Bài số 3 có nội dung như sau. Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3 m, chiều rộng 3/10 m, tính nửa chu vi hình chữ nhật đó. Thì muốn tính chu vi của hình chữ nhật thì ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân 2 thì ra chu vi. Bây giờ tính nửa chu vi thì chúng ta không cần phải nhân 2 nha mấy em. Chúng ta chỉ việc lấy 2/3 này, chúng ta sẽ cộng với 3/10. Đó, bài toán này đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài giải nha mấy em. Bài giải. Nửa chu vi của hình chữ nhật là, thì chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng nha mấy em. Chiều dài cộng với chiều rộng. Thì dài cộng rộng này chúng ta lấy 2/3 cộng 3/10. Chúng ta sẽ quy đồng nha mấy em. Thì 3 x 10 là 30. Chúng ta có mẫu là 30. 10 x 2 thì chúng ta ra kết quả là 20. Và 3 x 3 là bằng 9. 20 cộng 9 là 29. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả là 29/30. Đáp số 29/30 m nha mấy em. Rồi, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong bài số 3. Đến với góc đối vuông hôm nay, thầy có hình ảnh. Hình ảnh này, các em sẽ đón cho thầy đây là dòng chữ gì nhé. Thầy cũng chúc mấy em có câu trả lời chính xác. Thầy vừa hướng dẫn xong cho chúng ta bài luyện tập trang 123 phần ở phía dưới nha các em. Thầy xin chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt. Bye bye.